Thưa quý vị, cuộc thi chơi vui robot học tốt Pascal là một trong những sân chơi thường niên dành cho các bạn học sinh trung học phổ thông yêu thích công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và năm nay, với sự tham gia lần đầu tiên của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thì quy mô của cuộc thi đã lan tỏa rộng hơn. Trao đổi với phóng viên tại buổi gala trao giải cuộc thi, ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới Sở sẽ phối hợp với đơn vị tổ chức và giúp các trường để có thể có những chương trình cuộc thi tương tự và tiếp cận nhiều hơn với các học sinh, hỗ trợ cho mô hình giáo dục là STEM mà Sở đang theo đuổi. Cuộc thi S-Robot lần thứ 5 với chủ đề chơi vui robot học tốt Pascal do trường Sài Gòn Tech và công viên phần mềm Quang Trung phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ tổ chức, với mục đích tạo ra một sân chơi về ứng dụng tin học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điều khiển tự động, đồng thời hỗ trợ giảng dạy theo mô hình STEM, chú trọng trang bị những kiến thức, kỹ năng về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học cho học sinh trung học phổ thông. Ban tổ chức mong muốn S-Robot không chỉ dừng lại ở quy mô một sân chơi, mang tính tương tác cao cho học sinh yêu thích lập trình, kích thích khả năng tư duy sáng tạo, mà còn định hướng nghề nghiệp cho ngành công nghệ thông tin, cũng như phát hiện những hạt giống công nghệ trẻ sáng giá. Trong những năm gần đây, thì đào tạo về công nghệ thông tin ở các trường cao đẳng, đại học, số lượng học sinh tham gia thì rất là đông. Tuy nhiên là sau khi mà học thì các em nó cũng có một số các cái trở ngại, đó là chưa đáp ứng được cái nguồn chất lượng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, vì có cái định hướng nghề nghiệp của các em chưa được chính xác. Chính vì thế nên những cái sân chơi trải nghiệm về công nghệ thông tin như sân chơi chơi vui robot học tốt Pascal chính là những cái sân chơi giúp cho các em được thể nghiệm, và cũng chính là cái sân chơi giúp cho các em khám phá cái niềm đam mê của mình đối với cả công nghệ thông tin, qua đó giúp cho các em có cái định hướng nghề nghiệp tốt hơn trong cái việc mà lựa chọn công nghệ thông tin là cái chuyên ngành học tập của các em. Còn theo bà Nguyễn Thị Anh Thư, hiệu trưởng trường Sài Gòn Tech cũng là đơn vị khởi xướng và duy trì cuộc thi trong suốt 5 năm qua cho rằng, môn lập trình Pascal vốn dĩ luôn được các em học sinh xem là rất khô khan và thuần lý thuyết. Do đó, theo bà, thông qua cuộc thi, như cách tiếp cận mới mẻ thiên về thực hành nhiều hơn, giúp các em nhận thấy được tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong cuộc sống, và nhiều em thừa nhận đã có hứng thú hơn khi học bộ môn này. Trải qua vòng loại và vòng chung kết, S-Robot lần thứ 5 năm 2017 đã tìm ra được những đội chiến thắng với giải nhất bảng mở rộng thuộc về trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh, và giải nhất bảng liên trường thuộc về Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh.